quý vị và các bạn quay trở lại với kênh MC Channel. Song Joong Ki tươi rói lộ diện hậu nghi án ly hôn vì scandal săn gái của Jang Dong Gun. Song Hye Kyo thì sao? Hiện công chúng đang đổ dồn sự quan tâm đến biểu hiện của Song Joong Ki và Song Hye Kyo giữa thời điểm nhạy cảm này. Vừa qua, scandal săn gái của Joo Jin Mo và Jang Dong Gun đã khiến cả xứ Hàn rung chuyển. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì hình tượng của hai nam tài tử xứ Hàn sụp đổ chỉ vì loạt tin nhắn chứa nội dung 18 cộng. Đáng nói, dự báo lung xùm, Song Joong Ki bỗng bị Jang Su Ho xứ Trung réo gọi vì bị nghi vấn dính líu và ly hôn cũng vì những tin nhắn nhạy cảm này. Giữa những đồn đoán xôn xao, Song Joong Ki đã xuất hiện tại Colombia cùng ekip làm phim Bogota. Biểu cảm rạng rỡ, tươi vui của nam tài tử khiến công chúng khá bất ngờ. Có lẽ Song Joong Ki không hề để ý đến tin đồn thất thiệt, chỉ chăm chú cống hiến cho công việc. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại giữ trạng thái im ắng suốt 2 tuần qua. Cô thỉnh thoảng cập nhật story trên Instagram chứ không đăng ảnh kể từ ngày 30 tháng 12 vừa qua. Song Joong Ki rạng rỡ, tươi tắn mặc kệ scandal. Anh được người dân Colombia chào đón vô cùng nồng nhiệt trên đường sang đây quay phim. Trong khi đó, Song Hye Kyo lại giữ thái độ im ắng suốt nhiều tuần qua. Su Ho vừa đặt ra nghi vấn về vụ ly hôn 2.000 tỷ của Song Song. Chính vì vậy, thái độ của cặp đôi này một lần nữa làm thành tâm điểm quan tâm của cộng đồng.